Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 11 tháng 12, chúng tôi sẽ tiếp tục với chủ đề về quân đội các nước trên thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về quân đội Iran, một lực lượng quân sự đang là điểm nóng của toàn cầu. Qua phương tiện truyền thông, chắc hẳn nhiều bạn cũng thường xuyên nghe tin nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran hay là Iran-Israel. Một trong các lý do khiến Iran luôn nằm trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng chiến đấu, tới từ thể chế chính trị của quốc gia này. Đồng thời, đường lối của đất nước cũng khiến họ luôn phải đối đầu với các nguy cơ chiến tranh. Iran luôn muốn đánh bại nhà nước Israel, thậm chí là xóa sổ trên bản đồ. Việc chống lại Israel cũng đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nước Mỹ, một quốc gia đồng minh thân cận của người Do Thái. Bên cạnh đó, Iran cũng thường xuyên thọc sâu vào các vấn đề chiến sự ở Liban, Syria, Libya. Họ ủng hộ các lực lượng bị Mỹ coi là đối phương. Một vấn đề mấu chốt nữa là chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Iran. Nó cũng là cái gai trong mắt của người Mỹ và đồng minh. Ở hướng ngược lại, Mỹ và Israel thường xuyên có các hành động mưu sát các tướng lĩnh cũng như các nhà khoa học hàng đầu của Iran. Điều đó khiến cho quan hệ của hai bên luôn trong tình trạng ngấp nghé bờ vực chiến tranh. Ví dụ như vào một năm trước, việc Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani đã khiến người Iran phản ứng dữ dội, đỉnh điểm là việc tập kích các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bằng tên lửa đạn đạo. Mới đây, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran lại bị ám sát. Tuy thủ phạm chưa được xác định, như thường lệ, Tehran đã khẳng định thủ phạm có liên quan tới Israel và tuyên bố sẽ đáp trả. Tình hình lại đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo tin mới nhất, vào ngày 11 tháng 12, quân đội Mỹ tại Trung Đông đã nâng báo động sẵn sàng chiến đấu. Các máy bay B-52 đã nạp sẵn bom chỉ chờ lệnh. Tuy nhiên, điều đó không làm cho người Iran phải sợ hãi. Thay vào đó, họ càng mạnh miệng hơn. Vậy, sức mạnh của quân đội Iran tới mức nào mà họ sẵn sàng đương đầu với Mỹ và đồng minh? Bây giờ, ta hãy đi vào phân tích tổ chức, trang bị của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lực lượng vũ trang Iran hiện được đánh giá là một trong những đạo quân hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Quy mô hiện tại lên tới 650.000 quân thường trực, cộng với 350.000 quân dự bị. Đạo quân này tiêu tốn ngân sách tới 17,4 tỷ đô, chiếm 3,8% GDP vào năm 2019. Tổ chức lực lượng vũ trang Iran cũng khá đặc biệt, không như nhiều quốc gia chia thành hải lục không quân. Ở Iran, người ta chia làm 3 nhánh: quân đội Iran, vệ binh cách mạng Iran và lực lượng thực thi pháp luật, chính là cảnh sát. Trong đó, tổ chức trong quân đội và vệ binh cách mạng lại phân chia thành hải lục không quân và lực lượng dân vệ. Như vậy, bản tin của ngày hôm nay sẽ khá phức tạp và có rất nhiều vấn đề cần nói. Các bạn hãy chú ý lắng nghe. Trước hết, ta hãy đi vào quân đội Iran, nòng cốt của mọi lực lượng vũ trang. Quân đội Iran được thành lập vào năm 1923 với nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Iran trước mối đe dọa từ bên ngoài và cả bên trong. Lực lượng này được chia thành 4 nhánh gồm lục quân, không quân, hải quân và phòng không. Trong đó, lục quân Iran là quân chủng lớn nhất với 357.000 lính thường trực, cộng với 350.000 quân dự bị. Với quy mô này, Iran được đánh giá là có lực lượng lục quân lớn thứ 9 thế giới, lực lượng thiết giáp đứng thứ 9 thế giới và không quân lục quân đứng thứ nhất ở Trung Đông. Tất nhiên, đấy là về số lượng, còn chất lượng ta tính sau. Theo đó, lực lượng tăng thiết giáp Iran hiện có 3.000 xe tăng và hơn 2.000 xe thiết giáp các loại, với phần lớn trang bị được nhập khẩu và tự sản xuất trong nước một phần. Công nghiệp quốc phòng Iran rất đáng nể, chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về công nghệ quốc phòng của họ trong các bản tin sau này. Đối với lực lượng xe tăng, đóng vai trò nòng cốt là 1.500 chiếc T-72 mua từ Nga, Ba Lan, Ukraine trong giai đoạn những năm 1990. Một phần trong số đó được mua cả giấy phép sản xuất để lắp ráp trong nước. Iran cũng dùng số lượng nhỏ xe tăng của Anh và Mỹ, khoảng 300 chiếc, được nhập khẩu trước năm 1979 dưới thời vua Shah. Sau khi cách mạng Hồi giáo 1979 thành công, quan hệ quốc phòng Mỹ-Anh cũng chấm hết. Nhưng Iran vẫn tự lực nghiên cứu duy trì số xe tăng còn lại của phương Tây. Phần còn lại là một số xe tăng T-54 và T-55 được nâng cấp thay giáp, thay nòng pháo với tên gọi là T-72Z Sapphire-74. Đặc biệt, ước tính Iran hiện đã sản xuất được khoảng 400 xe tăng Kara, một thiết kế hoàn toàn trong nước. Đây là dòng tăng mới của Iran, sản xuất từ năm 2016. Nó có hình dạng khá giống chiếc T-90MS của Nga, nhưng chắc là không phải theo kiểu chuyển giao công nghệ. Theo đánh giá của giới chuyên gia Nga, Kara được thiết kế trên nền tăng T-72, pha trộn thêm công nghệ của xe tăng M-60 và M-48 của Mỹ. Nó có nòng pháo 125 ly kiểu 2A46M, có giáp phản ứng nổ kiểu Ray Kích hoặc Contact 5. Công nghệ ở đâu thì chả rõ. Nói chung là chất lượng của Kara rất khó đo đếm vì chúng chưa xuất hiện ở đâu ngoài triển lãm, cũng như Iran công bố mập mờ về tham số kỹ chiến thuật của xe. Về lực lượng xe thiết giáp, đóng vai trò nòng cốt và đông nhất là các đời xe BTR-50, 60, 80 của Liên Xô và Nga cung cấp. Phần còn lại là số lượng ít hơn tới từ Mỹ như đời M-113, Ba Lan, loại OT-62, WZ-523 của Trung Quốc. Lực lượng xe chiến đấu bộ binh chủ yếu dùng hai thế hệ BMP-1 và BMP-2 của Nga, mua dưới dạng chuyển giao công nghệ đầu những năm 1990.
Iran có tự sản xuất một số lượng nhỏ xe thiết giáp chiến đấu mang tên là Sayad, có thân hình gần giống với dòng xe FV-102 của Anh, lắp tên lửa chống tăng hoặc bệ pháo phản lực 77 ly. Về pháo binh lục quân Iran, họ được biên chế 2.000 pháo kéo xe, đa phần là đồ nhập khẩu từ Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Nam Phi, Thụy Điển. Nhưng nòng cốt vẫn là pháo của Trung Xô, với các khẩu đại bác 130mm và 122mm, số lượng chiếm tới 1/2. 700 khẩu pháo tự hành gồm nhiều nguồn, nhưng chiếm số lượng đông nhất là kiểu pháo 122 và 155mm do Iran chế tạo, mang tên RAP-1 và RAP-2. Đáng chú ý, Iran nằm trong số ít các quốc gia nhập khẩu được pháo tự hành mạnh nhất của Triều Tiên, Koksan 170mm, nhưng số lượng chỉ có 20 khẩu. Và 1.500 bệ pháo phản lực phóng loạt với nhiều kiểu, nhưng đa phần là được chế tạo theo khẩu BM-21 Grad của Liên Xô, ít nòng hơn hoặc dùng khung gầm đơn giản. Tất nhiên, cũng có một số kiểu pháo đáng quan tâm do Iran chế tạo gồm Phai 3, 12 nòng cỡ 240mm, tầm bắn 43km, khẩu Phai 5, 4 nòng cỡ 333mm, có tầm bắn từ 68 đến 75 km. Lục quân Iran cũng tổ chức một số đơn vị tên lửa chiến dịch chiến thuật, số lượng là không thể xác định, nhưng có nguồn cho rằng họ có tới 7.000 quả đạn. Trong đó, có hai kiểu tên lửa nổi bật và thường được Israel và Mỹ để mắt, đó là kiểu Zeta có tầm bắn 150 đến 200 cây số và Fateh 110 có tầm bắn 300 cây số. Theo giới phân tích, trong cuộc tập kích căn cứ Mỹ tại Iraq hồi tháng 8 năm 2020, trả đũa vụ ám sát tướng Soleimani, Iran đã sử dụng Fateh 110. Với không quân thuộc lục quân Iran, lực lượng này hiện có khoảng 400 chiếc, trong đó 90% là trực thăng, còn lại là máy bay cánh bằng. Trang bị trực thăng cực kỳ tương đối đa dạng, gồm nhiều thế hệ mua từ Mỹ, Nga, Italy và một phần tự sản xuất. Trong đó nổi bật có mấy loại gồm trực thăng hạng nặng CH-47, trực thăng vận tải hạng trung Mi-17 và trực thăng tấn công AH-1. Ngoài ra, lục quân Iran cũng được giao vận hành số lượng vài trăm máy bay không người lái, 100% tự sản xuất trong nước. Các loại UAV này dùng cho nhiều nhiệm vụ, từ trinh sát pháo binh, trinh sát khu vực tới việc tấn công mặt đất. Tất nhiên, các thế hệ thì rất nhiều, chắc tôi đọc gãy cả lưỡi cũng chưa xong, nhưng không chắc là mọi thứ là đủ cả. Đôi khi nó chỉ na ná nhau và việc Iran công bố nhiều tên gọi mang tính chất răn đe đối phương nhiều hơn. Một trong những loại UAV mà Iran từng sử dụng trên chiến trường có thể tạm coi là đáng để mắt, đó là dòng Shahed-129, có hình dạng khá giống đời MQ-9 của Mỹ. Loại này được xác nhận là có các hoạt động tại khu vực Syria và ở các vùng biên giới giáp với Pakistan. Thậm chí, tháng 6 năm 2017, Pakistan tuyên bố đã bắn rơi một chiếc UAV loại này khi nó xâm nhập không phận. Shahed-129 được cho là có tầm bay 1.700 km, tốc độ 150 km/h, thời gian bay 24 tiếng, mang được 4 bom thông minh nặng 34 cân. Tiếp theo, ta hãy tới với không quân Iran, lực lượng được đánh giá là giàu kinh nghiệm trong chiến tranh bởi họ đã có gần 10 năm chiến tranh với Iraq giai đoạn 1980-1988. Trong đó, không ít phi công Iran đã đạt đẳng cấp ách, 7 phi công đã bắn hạ từ 6 máy bay trở lên. Tất nhiên, bên đối đầu với họ là không quân Iraq, một lực lượng chưa phải là mạnh lắm, thậm chí đứng trước Israel thì như trẻ con chơi với người lớn. Thành ra, việc đánh thắng Iraq không thể nói lên là việc Iran liệu có thể chọi được với không quân Israel hay không. Thôi, chuyện đánh đấm ta tính sau. Để tiết kiệm thời gian, ta đi vào luôn quy mô của không quân Iran. Không quân Iran hiện có khoảng 30.000 quân thường trực, trang bị 741 máy bay các loại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lệnh cấm vận từ Mỹ cũng như từ Liên Hiệp Quốc, vì chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân đã khiến cho không quân Iran không được hiện đại hóa, đa phần các máy bay của họ đang sử dụng được mua từ trước những năm 1990. Về lực lượng máy bay chiến đấu, họ có khoảng 150 chiếc, trong đó loại tiêm kích hiện đại nhất là F-14 Tomcat mua của Mỹ từ trước năm 1979. Đây là loại tiêm kích rất mạnh, hiện đại nhất của Mỹ vào những năm 1970. Chúng tồn tại trên các tàu sân bay Mỹ tới tận năm 2006 mới nghỉ hưu. Ở Iran thì dù đã rất cũ, thiếu thốn linh kiện nhưng do không có nhiều lựa chọn, Iran buộc phải dùng F-14. Trong cuộc chiến tranh 1980-1988, F-14 đã giúp phi công Iran bắn rơi 160 máy bay của Iraq. Hiện nay, có nguồn tin cho rằng Iran đã tự sản xuất được một số linh kiện của F-14, thay mới radar của Mỹ bằng radar của Nga hoặc Trung Quốc, cho phép tích hợp các vũ khí ngoài Mỹ cho F-14. Ngoài ra, không quân Iran hiện còn dùng một số lượng lớn khoảng 60 chiếc F-4 và F-5 mua trước năm 1979. Phần còn lại là máy bay của Nga như MiG-29, Su-24, của Trung Quốc loại F-7 và của Pháp loại Mirage F-1. Trong đó, kiểu Mirage F-1 là hàng thừa từ Iraq. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, các phi công Iraq sau khi cất cánh đã chạy thẳng sang Iran thay vì chiến đấu với không quân Mỹ. Đội máy bay vận tải của Iran có tầm 59 chiếc, đóng vai trò nòng cốt là 27 chiếc C-130H, loại lớn nhất là IL-76 của Nga, chỉ có 5 chiếc. Ngoài ra, Iran còn có 6 chiếc máy bay vận tải kiêm máy bay tiếp nhiên liệu trên không gồm Boeing 707,
và Boeing 747, nhưng tình trạng của chúng thì không rõ, bởi Iran cũng không còn được hỗ trợ linh kiện từ lâu lắm rồi. Lực lượng trực thăng do đã dồn hết cho lục quân, nên bên không quân chỉ còn có 7 chiếc, chủ yếu là dùng cho cứu hộ cứu nạn và huấn luyện. Trong tương lai gần, Iran có khả năng sẽ sớm bổ sung phi đội chiến đấu cơ mới, bởi sau 13 năm bị Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí, tháng 10 năm 2020, lệnh này được tạm dỡ bỏ, tạo điều kiện cho Iran có thể mua mới chiến đấu cơ trong tương lai gần. Hiện nay, họ đang nghiên cứu việc mua một loạt các dòng máy bay tiêm kích đời mới của Nga và Trung Quốc, gồm Su-30, Su-35, J-10, JF-17 hoặc J-31. Ở Iran, người ta cũng tách rời quân chủng không quân và phòng không nằm riêng biệt. Quân chủng phòng không thực ra mới được tách ra từ năm 2008 tới nay, quy mô có 15.000 người, trang bị tới hàng nghìn bệ phóng và tên lửa. Các hệ thống phòng không nhập khẩu đáng để tâm nhất hiện nay gồm 4 khẩu đội S-300PMU-2 nhập khẩu thành công năm 2016 sau nhiều cuộc đàm phán của hai bên. Bởi thực ra Iran đã đặt vấn đề mua S-300 từ khoảng năm 2007, nhưng bị trì hoãn vì lệnh cấm vận vũ khí. Hai bên đã suýt nữa đưa nhau ra tòa vì hợp đồng đã ký mà Nga dừng chuyển giao. Ban đầu Iran chỉ đặt mua hệ thống S-300P. Thế mà bây giờ họ được mua phiên bản PMU-2 hiện đại hơn rất nhiều, có tầm bắn 200 km, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ngoài ra họ còn có 400 bệ phóng tên lửa S-200 do Liên Xô sản xuất. Đây là loại tên lửa cố định, có tầm bắn siêu xa 300 km, nhưng chỉ với phiên bản nội địa, bản xuất khẩu bị giới hạn ở cự ly 200 km. Tuy vậy, Iran hiện tuyên bố đã hiện đại hóa thành công S-200, cải tiến hệ thống điều khiển, tầm bắn đạt 250 km, tốc độ di chuyển Mach 6 và độ cao đánh chặn 40 km. Ngoài ra, Iran còn có một loạt các hệ thống phòng không tự chế tạo bao gồm 12 khẩu đội Bava 373 có hình dạng giống với S-300 nhưng nó trông thô, nó được quảng cáo là bắn xa 200 km nhưng không có ai kiểm chứng được điều này. Hệ thống phòng không tầm trung Khodad-3 được cho là tác giả của vụ bắn rơi siêu UAV RQ-4 của Mỹ ở eo biển Hormuz năm 2019. Sự kiện đó đã khiến người ta có cái nhìn khác về hệ thống phòng không của Iran, dù rất khó kiểm chứng chất lượng. Khodad-3 đạt tầm bắn từ 50 đến 105 km, độ cao đánh chặn từ 20 đến 30 km. Hệ thống phòng không Khodad-15 có hình dạng khá giống tổ hợp Patriot của Mỹ. Nó được giới thiệu vào năm 2019, có tầm bắn quảng cáo là 200 km, còn đúng hay không tính sau. Còn một số loại mà Iran tự sản xuất, nhưng để dịp khác ta sẽ phân tích sâu. Cơ bản là chúng có hình dạng giống với tên lửa của Nga và Mỹ, cũng như cách mà Trung Quốc làm như vậy, nhưng tính thẩm mỹ thì có vấn đề. Thành phần cuối cùng thuộc quân đội Iran mà chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đó là lực lượng hải quân. Họ được xem là đạo quân trên biển mạnh nhất ở vùng vịnh Persic, là nơi tập trung các tuyến giao thương hàng hải quan trọng của thế giới. Năm 2020, hải quân Iran có quy mô khoảng 18.000 người, trang bị khoảng 130 đến 150 tàu bè các loại, chủ yếu là các tàu chiến cỡ nhỏ gồm 19 tàu ngầm, nhưng chỉ có 3 chiếc Kilo 877 là mạnh nhất, còn lại là các tàu ngầm mini cỡ 50 đến 100 tấn. Dù nhỏ nhưng theo giới phân tích, tàu ngầm mini lại là thứ đáng sợ nhất của Iran, bởi vì nhỏ cho nên độ ổn khi hoạt động rất thấp, linh hoạt, cơ động. Vì thế có khi nó còn khó phát hiện hơn cả tàu cỡ lớn. Chúng phù hợp với các chiến thuật phục kích, nằm im dưới đáy biển, chờ con mồi tới rồi cắn phát là xong. Loại này lắp sẵn 2 ngư lôi 533 ly, bắn xong là chạy ngay. Đội tàu chiến đấu mặt nước có 68 chiếc, trong đó có 7 tàu hộ tống cỡ 1.000 đến 1.500 tấn. Loại hiện đại nhất cỡ 1.500 tấn, chỉ trang bị 4 tên lửa chống hạm, 4 tên lửa phòng không, và có ngư lôi 324 ly cộng với pháo. Ngoài ra, còn có khoảng 22 tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ 200 đến 500 tấn, phù hợp với chiến thuật bắn nhanh rút gọn hoặc tấn công kiểu bầy sói, đồng loạt phóng tên lửa đánh phủ đầu rồi quay đầu chạy cho nhanh. Đội tàu đổ bộ có 31 chiếc, kích cỡ lớn nhất khoảng 2.500 tấn có 3 chiếc, cơ bản là cũng không có gì đặc biệt. Không quân hải quân Iran phần nhiều là máy bay tuần tra biển tầm ngắn, có thể mang được ngư lôi nhưng không quá hiện đại. Nói chung, hải quân Iran là bá chủ ao nhà, không nên ra biển lớn, mang tính chất phòng thủ nhiều hơn. Phần về quân đội Iran có thể nói là đã khá dài rồi, nhưng đã đi thì đi cho chót, bởi vệ binh cách mạng Iran tuy đông nhưng thực ra họ chia sẻ phần lớn trang bị với quân đội. Họ cũng chỉ có một số lực lượng nổi trội hơn mà thôi, cho nên để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ đi lướt tổng quan và tập trung vào thứ đáng sợ nhất của vệ binh cách mạng. Vệ binh cách mạng Iran được thành lập năm 1979 cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng Hồi giáo. Có thể nói rằng, vệ binh cách mạng giống như một đứa con ruột, còn quân đội thì như đứa con ghẻ. Bởi theo nhiệm vụ hiện nay, quân đội Iran đảm nhiệm phòng thủ đất nước, bảo vệ biên giới, thì vệ binh cách mạng Iran có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo. Đây chính là lực lượng phòng chống bạo loạn lật đổ của Iran, ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài và đề phòng chính quân đội nếu có âm mưu lật đổ nhà nước Hồi giáo. Quy mô lực lượng này rất đông đảo. Năm 2020 có khoảng 190.000 quân thường trực và 40.000 dân quân, tiêu tốn 6,96 tỷ đô trong ngân sách quốc phòng nói chung.
Vệ binh cách mạng được tổ chức thành 5 thành phần gồm Lục quân, Hải quân, Không gian vũ trụ và lực lượng dân quân tình nguyện Basi và Quas. Trong đó, Lục quân có chừng 150.000 quân thường trực, sử dụng kho trang bị chia sẻ với bên quân đội, bên kia có gì, bên này có cái đó, nhưng số lượng ít hơn. Hải quân vệ binh cách mạng có khoảng 20.000 người, được trang bị 126 tàu, 3.000 đến 5.000 cano các loại. Nó không chia sẻ trang bị với bên quân đội. Đội tàu trang bị của vệ binh cách mạng thường nhỏ và siêu nhỏ, chiến đấu theo kiểu bắn rồi chạy, tấn công bầy đàn, phòng thủ ven bờ và các hải đảo. Loại tàu tấn công to nhất chỉ có cỡ khoảng 200 tấn, nhỏ nhất là 10 đến 15 tấn, thường có tốc độ cao 35 đến 40 hải lý một giờ, trang bị tên lửa chống hạm từ 2 đến 4 quả, có tầm bắn 120 cây số trở xuống. Về đội xuồng thì xin phép là tôi không kể tên vì nó có mấy chục loại, nhiều như hạt gạo làng ta. Mà đặc trưng của xuồng chiến đấu Iran là có khi lắp tên lửa chống hạm mini có tầm bắn từ 10 đến 20 cây số, rồi thì bệ pháo phản lực phóng loạt 122 ly, súng máy hoặc ngư lôi. Thực ra trông thì nhỏ, nhưng mà đừng tưởng dễ bắt nạt. Đã có một số sự kiện, vệ binh cách mạng Iran tung hàng chục cano mang vũ khí, chạy tốc độ cao, trêu ngươi nhóm tàu chiến đấu của Mỹ. Nhỏ có cái hay của nhỏ, nhỏ thì nhiều, một cái thì đánh dễ chứ cả trăm cái bao vây thì bắn sao xuể, có 100 tên lửa trên tàu cũng khó mà đánh. Chưa kể, tàu nhỏ thì tiết diện phản xạ radar rất thấp, gần như là tàng hình, thành ra không dễ mà phát hiện từ xa, vào gần rồi thì coi như xong. Dạng chiến thuật này rất phù hợp với vùng biển hẹp, gần nhà, để nhận sự bảo vệ từ đất liền. Sau cùng, ta hãy thêm chút thời gian nữa tìm hiểu sâu về lực lượng không gian vũ trụ của vệ binh cách mạng Iran. Quy mô lực lượng này có khoảng 15.000 người, nhưng lại đóng vai trò là vũ khí răn đe hiệu quả với người Mỹ. Biên chế lực lượng này có hai phần, không quân và tên lửa chiến lược. Bên không quân vệ binh chia sẻ đa số trang bị với bên quân đội, chỉ khác là nó có 10 chiếc tiêm kích bom Su-22, thứ mà không quân quân đội không có. Về tên lửa chiến lược, vệ binh cách mạng Iran quản lý phần lớn trang bị tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn tới tầm trung và đang phát triển cả tên lửa liên lục địa. Về chủng loại thì đa số là tự sản xuất, không nhập khẩu ở đâu cả, có chăng là có sự hợp tác về chuyển giao công nghệ từ Triều Tiên hay Trung Quốc. Điểm danh tên gọi thì tôi xin phép là để dịp khác. Ở phần nghiên cứu chi tiết vì vỡ mồm thật luôn, nào là Zeta, Nazeat, Shahab, Ga, Sheri, Simok, Asura, vân vân, nhiều lắm. Việt Nam Defense chỉ điểm danh một số loại tên lửa hiện đại nhất, có tầm bắn tốt nhất của Iran, là thứ vũ khí có thể răn đe được Mỹ và châu Âu, bao gồm tên lửa tầm trung Shahab 3 có tầm bắn từ 1.300 đến 2.000 km tùy phiên bản. Cự ly này có thể vươn tới một phần các nước châu Âu như Hy Lạp, Hungary, các nước ở châu Phi như Ai Cập. Tên lửa tầm trung Ga-110 có tầm bắn từ 1.800 đến 2.000 km. Loại này hiện đại hơn Shahab 3 ở việc dùng động cơ nhiên liệu rắn, do đó có thời gian chuẩn bị khai hỏa ngắn, chỉ tầm 30 phút. Tên lửa tầm trung Sezi có tầm bắn gần 2.500 cây số, được cải tiến với hệ thống định vị dẫn đường tốt hơn, có tầm bắn xa, thời gian chuẩn bị phóng ngắn. Tên lửa tầm trung Khorramshah có tầm bắn 2.000 km, có khả năng mang được nhiều đầu đạn, được cho là chế tạo theo công nghệ tên lửa đạn đạo Musudan của Triều Tiên. Tên lửa hành trình Hovezer ra mắt năm 2019 có tầm bắn 1.300 km, được giới thiệu là có độ chính xác rất cao, có thể dùng để tấn công cả tàu sân bay của Mỹ nếu cần. Cũng may là hiện Iran vẫn chưa làm chủ công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân, thành ra sức răn đe của tên lửa đạn đạo cũng chưa bằng Triều Tiên. Đổi lại, nhờ có ngân sách tốt, họ có thể chế tạo với số lượng lớn, thôi thì lấy số bù chất, đem tên lửa hạt nhân đánh nhau thì khó, chứ tên lửa mang thuốc nổ TNT thì dễ ợt. Có thể giả định như thế này, trong trường hợp Mỹ và đồng minh vây đánh Iran, nước này sẽ phóng ồ ạt tên lửa nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, oanh tạc tất cả các mục tiêu ở châu Âu nơi mà họ chạm được tới. Đó thực sự là một thiệt hại khủng khiếp cho cả đôi bên. Thành ra đôi lần, quan hệ Mỹ và Iran đã bên bờ vực của chiến tranh, ngay cả thời Tổng thống Trump, nhưng chưa bao giờ chiến tranh quy mô lớn nổ ra. Hai bên đều rất hiểu, không béo bở gì một cuộc chiến lúc này cả. Tản mạn thêm về quan hệ Việt Nam và Iran, thực ra thì hai bên lâu nay có quan hệ khá tốt về ngoại giao và một phần về kinh tế. Còn về quốc phòng, do đường lối hai bên có sự khác biệt, thành ra ta và Iran có rất ít hợp tác. Dẫu vậy, sự phát triển của quân đội Iran hiện nay đem lại một số bài học cho Việt Nam, nhất là ở hải quân. Kiểu đánh, bắn xong rồi chuồn là chiến thuật mà ta cũng đang xây dựng, khi ta cũng tập trung chế tạo đội tàu tên lửa nhỏ 500 tấn, mang nhiều tên lửa và có tốc độ cao. Hiện tại, theo các nguồn tin, Việt Nam đang có dự án phát triển tàu ngầm mini, tàu chiến nhỏ và tên lửa chống hạm. Cách mà chúng ta đang đi cũng khá giống với sự phát triển của Iran. Chiến thuật đánh phi đối xứng, dùng cho lực lượng nhỏ nhưng đông, đánh lực lượng lớn là hợp lý với quy mô hải quân trung bình. Về lĩnh vực tên lửa, đó cũng là thứ mà Việt Nam có thể hướng tới, nhưng chúng ta còn vướng các quan hệ ngoại giao với Mỹ và phương Tây. Nhưng nếu có điều kiện, ta có thể học hỏi Iran cách mà họ làm được. Bản tin ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Đừng quên like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.